Ngày 29 tháng 10, nguồn tin của Báo Lao Động xác nhận, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ anh NVH, nhân viên kiểm lâm vườn quốc gia Gióc Đôn, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk bị trúng đạn trọng thương. Hiện vườn quốc gia Gióc Đôn và chi cục kiểm lâm đang theo dõi sát sao tình hình vụ việc để có hướng báo cáo với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các bác sĩ đã lấy viên đạn ra khỏi người nạn nhân và sức khỏe của anh NVH thuộc trạm kiểm lâm số 7 vườn quốc gia Gióc Đôn đã ổn định. Cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc và chưa có kết luận xác định việc có phải anh H bị lâm tặc tấn công hay không. Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết quả điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can giai đoạn 1 của vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua không gian mạng ví điện tử Momo với quy mô lên đến 2.800 tỷ đồng. Trong số các con bạc tham gia vào đường dây đánh bạc qua ví điện tử Momo 2.800 tỷ đồng, có nhiều sinh viên một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội và công nhân khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Bão Otis là cơn bão mạnh nhất từng tấn công bờ biển Thái Bình Dương của Mexico. Cơn bão này khiến các nhà dự báo bão bất ngờ khi tăng tốc độ trước thời điểm đổ bộ. Sự dữ dội và mạnh lên nhanh chóng của bão Otis khiến không chỉ các nhà dự báo bão mà các chuyên gia về bão cũng sửng sốt. Bão tăng tốc độ gió tới 185 km/h trong vòng chưa đầy 24 giờ. Theo CBS News, thông thường để tăng tốc độ gió lên mức độ này, các cơn bão cần nhiều thời gian hơn. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho hay, tốc độ tăng sức mạnh của bão Otis nhanh thứ hai trong thời điểm hiện tại. Trung tâm gọi tốc độ tăng cấp thần tốc này là một kịch bản ác mộng. Ở lượt trận đầu vòng loại 2 Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam để thua 0-1 trước tuyển nữ Uzbekistan. Kết quả này khiến cánh cửa đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trở nên hẹp lại. Để hướng tới những mục tiêu xa hơn, trước hết, các cô gái Việt Nam cần làm tốt nhiệm vụ ở thời điểm hiện tại là cố gắng thi đấu ở hai trận đấu còn lại trước Ấn Độ và Nhật Bản để giành lấy cơ hội đi tiếp tại vòng loại Olympic Paris 2024. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Ấn Độ tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 diễn ra lúc 17 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2023 trên sân Lokomotiv Uzbekistan.